tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và bạn một ngày mới an lành và hạnh phúc. Và hôm nay chúng ta đang có mặt ở đây là phi trường Tân Sơn Nhất, và phía trước mặt chúng ta đó là con đường từ đường Trường Sơn hướng từ quận Nhất đi thẳng đường Trường Sơn. Mình sẽ có cái ngã rẽ bên tay trái nè, ngã rẽ đi vào khu sân bay, và hướng hướng này là cái vị trí này là hướng ga đến. Còn khi mà mình lên cầu vượt này nè, lên cầu trên cao này nè, là hướng ga đi đó. Và hôm nay em có dịp đi rước người thân, thì sẵn đây em cũng gửi các anh chị và các bạn những hình ảnh ở khu vực phi trường Tân Sơn Nhất này. Đối với phi trường Tân Sơn Nhất thì ngày xưa là một cái vùng đất thuộc nơi mà đầu tiên khi mà thời mà ông Nguyễn Hữu Cảnh hình thành lên cái vùng đất Sài Gòn Gia Định đã có cái khu vực Gò Cao, cái vị trí này mà sau này được người Pháp khởi công xây dựng làm cái phi trường, và cũng là nơi đầu tiên, phi trường đầu tiên ở miền Nam Việt Nam này. Nên là ra cái này gọi là Nhất ha, phi trường Tân Sơn Nhất. Thì hiện nay có cái địa danh là Tân Sơn Nhì nữa, thuộc quận Tân Phú đó. Nhất Nhì đó, công viên cái nơi bãi xe nè. Khi mà chúng ta đi rước người thân thì những cái xe đậu ở bên kia đó. Và nếu các anh chị các bạn đi taxi, taxi là mình sẽ đi ở bên kia đó. Đi thẳng lên cái lối ra nè, lối ra ở đây thì có những cây cột, có rất nhiều cây cột, khoảng mười mấy cây cột á. Những hình ảnh này chắc gợi nhớ các anh chị rất là nhiều điều về ngày xưa khi mà chúng ta có những cái chuyến đi về Việt Nam như thế này. Mình thấy rất là nhiều taxi ở đây, có taxi Mai Linh, taxi Vinasun, rồi có taxi của các hãng khác nữa nè, còn có hình như là không có Grab, có Uber. Rất là đông nha. Hôm nay Sài Gòn là ngày rất là đẹp, đó là ngày 11 tháng 1 năm 2020. Và chúng ta thấy đây là cổng số 3 nè, khu vực cột số 3 có khoảng mười mấy cây cột. Khi mình ra thì theo hướng bên phải, đi hướng bên phải thì sẽ đi ra luôn sân bay nè. Còn hướng bên trái là đầu vào ha. Trường ở đây một chiều thôi. Ở bên kia có cái bãi xe hơi, có các nhà xe như là đi về các tỉnh đó, Vũng Tàu rồi miền Tây luôn, có các tuyến xe đi về các tỉnh khác đó. Ở đây rất là lớn, ở đây rất là rộng, tuy không bằng các nước khác nhưng mà ở đây cũng khá lớn. Ở đó là Nhất, Tân Sơn Nhất mà. Khi mà điều đầu tiên chúng ta bước xuống sân bay này thì mình sẽ cảm thấy một cái gì đó rất là cũ, xưa xưa. Tại vì những cái sân bay ở nước ngoài chúng ta thấy một hình ảnh rất là bóng bẩy, như là Singapore hay là Hàn Quốc. Sân bay này thì rất là xưa rồi, nhưng mà dù sao thì nó cũng là một nơi kỷ niệm, cũng là một cái gì đó gợi nhớ cho cô chú anh chị và các bạn khi mà chúng ta có những dịp đi đến sân bay như thế này. Và hôm nay cái dịp Tết mình cùng cập nhật, cùng theo dõi coi bà con về quê ăn Tết như thế nào ha. Đây là những người thân đang chờ nè, rất là đông luôn. Ở đây thì có rất là nhiều chuyến bay nên thành ra
Mọi người thấy ở đây lúc nào cũng đông hết á. Người đứng như thế này thì người thân sao mà thấy được. À, thật ra chúng ta đang chờ chuyến bay 2 giờ 25 thì bây giờ mới 2 giờ 10 thôi, mình đi một vòng nữa. Các anh chị thấy đông ghê chưa? Còn có 15 cây cột cho nên cũng rất là dễ để chúng ta hẹn người thân nè. Nói đứng ngay cây cột 12, 13, 14 hay là cây cột số mấy đó thì rất là dễ tìm. Còn khi mà mình đứng ở trong đó để mình nhìn từng người ra thì cũng hơi khó. Rất là nhiều người đứng. Ngoài đây thì vắng bớt nè. Đi thẳng này là mình ra hướng đường Trường Sơn đó, đi về các quận khác đó. Đây có khách tour nè, họ đi một đoàn á, thì họ lên chung một chuyến xe. Nói chung những cái thông tin về sân bay Tân Sơn Nhất thì em cũng tìm hiểu trên mạng thôi, cũng đọc qua tài liệu Wikipedia thì mới biết những thông tin như vậy. Còn không biết ngày xưa như thế nào ha, nếu cô chú anh chị thấy không hợp lý hay là không đúng cho xin cái comment ha, để những bạn khác hoặc là em có thể hiểu rõ hơn. Vì ở đây thì cũng rất là xưa rồi, nên thành ra chúng ta chỉ biết ngày hôm nay thôi. Còn lịch sử thì chắc từ năm 1900 là khoảng thời điểm rất là xưa, có hơn 100 năm rồi. Ta thấy rất là đông những cái hành lý rồi người thân đi rước rất là đông, rất là nhiều luôn. Rất là đông luôn. Ở đây thì các thủ tục làm check-in chắc có lẽ rất là lâu. Họ bây giờ là 2 giờ 10, để em xem coi. Kiếm nhà hả? Ở đây thì cũng có rất nhiều dịch vụ. Khi mà chúng ta xuống sân bay thì có những cái chỗ bán sim 4G nè, sim 3G nè. Còn nếu mà anh chị không mua ở đây thì mình có thể mua ở ngoài cũng được, mình về khách sạn mình mua cũng có, hoặc là lên Tiki mua đặt online đó, người ta giao tới chỗ luôn. Thank you.
khi mà xuống ra cổng thì chúng ta sẽ có những chiếc xe taxi, những taxi đứng ngay phía trước cửa đó. Mình lựa taxi màu đó, rồi mình đi ví dụ Vinasun hay là Mai Linh đó, thì những cái hãng đó rất là lớn, nên là chúng ta tin tưởng uy tín. Còn nếu mà mình không quen hãng khác thì thôi mình đi hai hãng nó cũng được. Còn nếu anh chị quen những hãng khác thì mình hãy đi cũng được, hoặc là mình có thể tải cái app Uber, tải app Grab hay là Bi hay là VATO, rất là nhiều app. Nhưng mà ở Sài Gòn này chuộng nhất là cái Grab app, cái app Grab á. Từ đây mà tới trung tâm Sài Gòn khoảng chừng 150-200 ngàn thôi, cho xe 7 chỗ, xe 4 chỗ chắc chừng khoảng 100 ngàn, 5 đồng. Đây có những khách sạn đi rước người thân nữa nè, đi rước khách nữa nè. Giờ 15 mà. Chúng ta chờ chút xíu nữa. Biển người luôn. Giờ nào cũng có hết đó. Chúng ta thấy những chiếc xe taxi mà không có logo nè, là những xe Grab hoặc là xe nhà đó. Chỉ có một cổng ra thôi ha. Chúng ta thấy có một cổng ra ngay đây thôi. Quá đông luôn. Khi mà phụ mang hành lý ở ngoài đây mới phụ được thôi, chứ bên trong mình đâu có vô được. Có rất nhiều người thân gặp nhau ha, họ cũng xúc động sau bao năm xa cách. Cái cổng này là đa phần là các kiều bào về Việt Nam không nè, chứ mùa này thì ít ai đi du lịch, đa phần là người Việt ha. Rất là xúc động ha. Alo em nè, cái khách sạn nó nằm bên 12 D khách sạn 8 á, tên là ở đây ở sân bay thì cũng có cái wifi free, free tân sinh nhất mà chúng ta kết nối, mình có thể gọi Grab cũng được, hoặc là mình mua cái sim xong rồi có mạng mình liên hệ người thân cũng được. Nhưng mà mạng ở đây chắc nhiều người xài lắm, nó rất là chậm.
mà tốt nhất rồi mình mua cái sim, khoảng chừng cái sim có tài khoản để xài 3G mà nhanh nó 4G, nhanh nó khoảng 10.000 một ngày, tức là mình mua cái sim khoảng 50.000, rồi mình nạp bao nhiêu tiền vô đó để mình gọi hoặc là mình xài 4G cũng được. Tốc độ nhanh nhất là cũng 10.000 một ngày thôi, khoảng là nửa đô, khoảng nửa đô một ngày là mình gọi được. Là có tốc độ internet cũng rất là cao rồi đó. Đó là mình nạp 300.000 với tiền sim vài chục ngàn nữa thôi, là mình có một cái sim 4G có tài khoản 300.000 và tốc độ mạng rất là cao. Chúng ta thấy rất là đông, có nhiều người bật khóc luôn. Đa phần ở đây người ta rất là lâu rồi ta mới gặp lại, người thì xa nhà xa quê. Bây giờ em tạm ngưng chút xíu nha, có gì chúng ta sẽ chia sẻ tiếp. Bây giờ em đợi chút xíu nữa. Rồi, cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi một số hình ảnh ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, cũng như là phi trường Tân Sơn Nhất ngày xưa, gợi nhớ phần nào hình ảnh của ngày xưa khi cô chú anh chị và các bạn có dịp xuống sân bay và về nhà, và có rất nhiều người thân đang chờ đón nè. Rồi bye bye cô chú anh chị và các bạn. Bye bye. We'll be right back.